Bình thủy series 2 lít 2. Cái này có có pin dự phòng. Giờ là test cái pin dự phòng luôn. Rồi anh. Khó rất lớn này. Cái này là cái đặt rơi. Cái này là cái đặt nhiệt độ giữ ấm. Bây giờ nhá, rút điện ra này để test cái pin dự phòng này. Đấy, khi mình rút điện thì vẫn bơm được nước nhá, bởi vì nó có cái pin dự phòng này. Đến đây 2019.